bị trộm mất hàng trăm điện thoại khi cho người lạ trú ẩn trong trận mưa lịch sử ở Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 10, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết. Đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự điều tra vụ mất cấp tài sản xảy ra tại siêu thị điện máy xanh trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trước đó, Công an phường Hòa Minh tiếp nhận đơn trình báo của chị N. T. T. 28 tuổi, trú khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn về việc mất tài sản tại siêu thị trên. Theo trình báo, tối ngày 14 tháng 10, khi trận mưa lịch sử diễn ra, Đà Nẵng xảy ra ngập lụt, chị Ti cùng 6 nhân viên, có bảo vệ của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử vào bao ni lông để lên trên cao trắng bị vào nước. Lúc này nước lên cao nên chị Ti có cho chính người dân, không rõ lai lịch, đặc điểm vào trú trong siêu thị. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, chị Ti cùng 6 nhân viên và 5 người dân di chuyển lên tầng 2 để nghỉ, ở tầng trợt có 4 người dân. Lúc này cửa kính cường lực đã khóa nhưng không đóng cửa cuộn phía ngoài. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, chị Ti xuống tầng trệt kiểm tra thì phát hiện những tấm cửa kính cường lực phía trước quán đều bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người dân trú phía giữ nữa. Qua kiểm tra, chị Ti phát hiện các bao ni lông chứa điện thoại đã bị mất. Bên trong các bao chứa 130 điện thoại các hãng iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Nokia, Master Tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.